từng có 14 năm thi hành án về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc. Sau khi ra tù, anh Cờ Pà Pi tham gia mô hình Trở về Đức Tin, giữ bình yên thôn làng để vận động những người lầm lỡ quay trở về sinh hoạt tôn giáo chân chính, được nhà nước công nhận. Tôi đã đi theo tinh lần đề ra, tôi cảm thấy đây là không đúng. Sau đó tôi quay về, cán bộ xã cũng động viên, góp sức. Những cái gì mà khó khăn nhất là cán bộ xã, huyện cũng tập trung để đóng góp rất là nhiều cái. Cơ quan công an và chính quyền địa phương rồi xuống là tuyên truyền. Từ đó mình nhận ra rằng mình tham gia nhóm thì không mang lợi ích gì cho bản thân mình. Mô hình Trở về Đức Tin, giữ bình yên thôn làng có sự tham gia của 4 lực lượng: đảng viên, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo và những người từng lầm lỡ tin theo phun rô. Hình thức tuyên truyền vận động của mô hình cũng rất đa dạng, như vận động từng cá nhân, tổ chức họp dân, sử dụng các trang mạng xã hội. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động, mô hình Trở về với Đức Tin, giữ gìn bình yên thôn làng còn hỗ trợ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cho những người từng lầm lỡ. Căn nhà này của gia đình ông Zerud được chính quyền hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từng theo Tin lành Dega, giờ đây ông Zerud đã có thể yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Được nhà nước giúp đỡ ổn định cuộc sống, chúng tôi vui lắm. Bây giờ khuyên nhủ con cháu không được nghe theo Tin lành Dega, như thế là chia rẽ dân tộc mình. Những cái chị mà có chồng con em hoặc bản thân các chị là trước kia là tham gia Tin lành Dega, qua đó hỗ trợ về cái mô hình sinh kế, đó là heo giống, để cho các cái chị có điều kiện về phát triển kinh tế, từ đó tác động đến các cái chị em, qua đó thì sẽ tác động đến chồng con em. Sau gần 2 năm triển khai, mô hình Trở về Đức Tin, giữ bình yên thôn làng đã vận động được 575 người dân quay về sinh hoạt tôn giáo lành mạnh và đang tiếp tục được nhân rộng tại nhiều huyện ở Gia Lai. Qua cái mô hình, chúng tôi đánh giá nó đạt được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, lan tỏa, tạo ra phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết được niềm tin tôn giáo, quần chúng nhân dân còn đức tin thì được trở về các cái tổ chức tôn giáo chính thống. Phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, mô hình Trở về Đức Tin, giữ bình yên thôn làng đã tạo điều kiện cho những người lầm đường lạc lối trở về với Đức Tin, góp phần nâng cao cảnh giác trong nhân dân, tăng cường sự đoàn kết giữa mỗi người dân để cùng chung tay gìn giữ sự bình yên của buôn làng.